Chiều ngày 21 tháng 10, một vụ lật xe tải xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khiến nhiều tấn bơ trên xe đổ xuống đường và làm một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày, người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe đạp điện lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Tân Thành về thành phố Đồng Xoài. Khi đến đoạn ấp 7 xã Tân Thành thì xảy ra va chạm với một xe máy khiến người phụ nữ này cùng xe đạp điện bị ngã văng ra đường. Cùng lúc này, chiếc xe tải chở nhiều tấn bơ đi theo chiều ngược lại cũng vừa đi tới. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế đã đánh lái gấp để tránh người phụ nữ, khiến chiếc xe tải loạn choạng lật ngang bên đường. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, nhiều tấn bơ từ thùng xe tải đổ văng tung tóe xuống đường. Chiếc xe máy cũng đã rơi khỏi hiện trường, người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị thương sau tai nạn nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ